Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo là một điểm đến mới toanh ở An Giang, hiện tại đang thu hút rất là đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh. Bây giờ mời các bạn cùng mình xem qua 5 điểm nhấn tiêu biểu của khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo nha. Đầu tiên là cánh đồng pin điện mặt trời. Hiện tại khu du lịch lắp đặt khoảng hơn 170.000 tấm pin, phủ trên bề mặt diện tích là hơn 275 hectare. Bên dưới những tấm pin mặt trời rất là mát, phủ đầy bởi những thảm cỏ xanh, là nguồn cung cấp thức ăn cho dê và cừu được chăn nuôi ở trong khu du lịch. Thứ hai là hồ Thiên Cảnh. View ở đây rất đẹp, các bạn trẻ rất là thích tới chụp ảnh hoặc là quay video clip ở đây. Ấn tượng nhất có lẽ là lối đi bộ băng ngang qua hồ như các bạn thấy đó. Ngoài ra dưới hồ còn nuôi khá là nhiều cá nữa. Đây, cá tới ăn kìa. Thứ ba là thủy đài, mà mọi người hay gọi là tháp canh. Ở bên dưới có những ngôi nhà nhỏ để bán đồ lưu niệm hoặc đồ ăn uống. Có cầu thang để các bạn lội bộ lên trên tháp canh. Khi lên tới trên này thì các bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo. Tháp canh này cao tương đương với tháp canh ở Trà Sư. Mà các bạn ngắm nhìn toàn cảnh khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo. Thứ tư là vườn thú mini, có nuôi cừu và thỏ. Cừu ở đây mình nghe nói lúc đầu rất là nhát, nhưng chắc vì du khách đến đây mỗi ngày mỗi đông, nên bầy cừu dạn dĩ lên từ từ, các bạn có thể dễ dàng chụp ảnh với chúng. Trời ơi, cái quần gà. Còn đây là chuồng thỏ nè. Cuối cùng là miếu Sơn Thần, tọa lạc ở gốc cây me cổ thụ hơn 300 tuổi. Cây me cổ thụ này nằm đây từ xưa tới giờ rồi, chứ không phải là xây khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo rồi mới mang về. Khu du lịch Điện Mặt Trời An Hảo nằm ngay dưới chân núi Cấm, cách trung tâm của huyện Tịnh Biên chưa đến 20 km. Có dịp thì mời các bạn đến tham quan nha. Ở đây có vô số góc chụp ảnh đẹp, bảo đảm sẽ làm các bạn hài lòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.